giao lưu cùng với tất cả anh chị em trong và ngoài câu lạc bộ cũng như trong nước và hải ngoại. Xin mời tất cả anh chị em cùng hát giao lưu với Quyền Lê để cho đêm giao lưu hôm nay vui vẻ hơn và thành công tốt đẹp. Tất cả anh chị em xin gửi bài qua nick Quyền Lê hoặc là gửi qua cho anh Minh Trí. Mở màn chương trình hôm nay, Quyền Lê xin gửi đến tất cả anh chị em một điệu hát đã khúc mắt. Hồi đó tôi đổi về biển to, tôi thường gặp anh giáo hướng. Anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của anh và chị. Anh nói rằng anh đã được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau sau 7 năm ở trường, cướp vào đời 2 đứa con, trai tên Long Hồ còn gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đáng mặt là một người vợ hiền, đã kiến tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Không phải vậy đâu chị Lan à,
anh vẫn thương nhớ chị với hai con nhiều lắm. Lúc vừa có lệnh tan cư, anh thu xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong. Anh xuống Vĩnh Long bằng xe đạp và ghé chợ chùa. Nhưng chị đã tan cư, anh hỏi thăm thì không ai biết được, chỉ bồng con chạy dắt ở phương nào. Và sau đó anh vẫn ráng tìm, mà chỉ thì biết tất nhân tâm. Anh thường nhắc nhở chị với hai con, nỗi nhớ thương dằn dặt suốt hai năm dài. Ra bờ sông đứng lặng mỗi ngày. Xin chào anh Trương Văn Khánh. Xin chào anh Phạm Hồ. Chiếc xuồng con suối ngược gửi hồn về tận đâu đâu. Đây bộ bà má lúa lèo mà chồng của tôi bận 20 năm về chứ. Lượt sau cùng anh bận là buổi tối mà sang sân, ảnh ra bên Mỹ Thận để về tỉnh Mỹ. Hơi hăng của chồng tôi còn giữ tới bây giờ. Hễ cứ mỗi lần trời gờ xuân, gờ